Cảm ơn ca sĩ tên gì? Kim Tiểu Đường. Bây giờ là tại vì do nơi là tại Sư Huynh nha. Cái chương trình của người ta mà Sư Huynh em bóc Sư Huynh từ ở Mỹ rồi mà tự nhiên Sư Huynh hẹn với Quang Hà ở trên Sài Gòn làm sao? Chơi cái này là chơi không có được. Hiểu không? Bây giờ thôi, trước khi về, tại vì cái phái đoàn này về thì ở đây có ca sĩ là A Tuân. Em là hát thì thôi khỏi nói rồi, em là gọi là bậc thầy rồi. Cái giọng hát là bậc thầy mà điêu luyện rồi. Bây giờ anh muốn em hát một bài nào mà để tặng cho tất cả người nhà ở đây để trước khi tạm biệt mọi người đi về Sài Gòn. Cho A Tuân một tràng pháo tay, quý vị ơi! Xin cảm ơn anh Kim Tử Long rất là nhiều, run quá. Xin cảm ơn bà con cô bác. Và ngày hôm nay nhân duyên được về đây hát cái gì? Hát này hay hát này anh? Hát này nhá. Ok. Cho em đôi trưởng ngày 60 năm cuộc đời nhá. Ok. Để cho không khí thật là sung nhá. Quay với bà con ca khúc 60 năm cuộc đời. Muốn nghe nhạc sôi động nữa hay là nhạc trữ tình hay là ballad ạ? Sôi động nữa ạ? Ok, chị em à. Cho em cái giam đấy. Ra không? Không biết
mọi người, An Tuấn thử hát thử một câu, không biết mọi người có biết bài này không nhá. Nếu mà biết thì hát hát chung với An Tuấn nào. Yeah. Đúng rồi. Tâm gì? Rê đúng không? Rê thử đúng không? Giang cho em đến đây thử. Giang thử vâm cho. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ vài chúc em thôi, chúc trái tim ơi. Em cảm ơn anh Long rất là nhiều. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội có một bài hát mà mọi người rất là yêu thích. Dạ. An Tuấn sáng tác bài này. Thầu chưa? Cho em cái mi thứ, con cò lặn lội bờ sông. Mi thứ. Đó, vô số xong chưa? Dạ. Mi thứ nhé. Okay. Này cò ơi, cò bạc yêu vương, cắm trang nghiêm mẹ, những đôi ngồi cò ơi. Mày nghĩ thế, mẹ cứ giúp em lùa vào hóa sơ.
con cò lặng lội bờ sông, bỏ ơi xa lại biết đâu mẹ già. Hỏi rằng ai đem cò ra, đã xong con ngỡ bỏ mẹ già. Hỏi rằng ai đã có ra, mà sao còn nỡ bỏ mẹ ra.